Thưa quý vị, trái đất là một hành tinh trong số hàng tỷ hành tinh đang tồn tại trong vũ trụ. Trái đất có sự sống, vậy vũ trụ bao la liệu có tồn tại sự sống hay không? Mới đây nhất, một số quan chức Mỹ cho biết người ngoài hành tinh có thể đã đến trái đất. Hay như trước đó tại một số quốc gia, có người cũng đã từng khẳng định họ đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Trong phần tổng hợp ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi giải mã những lần người ngoài hành tinh đặt chân lên trái đất. Những hình ảnh về UFO của CIA. Tại Mỹ, các cơ quan nhà nước như Cục Tình báo Trung ương CIA, Cục Điều tra Liên bang FBI hay Cơ quan An ninh Quốc gia NSI cũng lần lượt công bố các tài liệu giải mật về người ngoài hành tinh. Mới đây nhất là việc công bố tài liệu mật của CIA vào tháng 11 năm 2016 sau nhiều nỗ lực kiện tụng kéo dài của các nhà vận động ủng hộ tự do thông tin đòi cơ quan này công bố các thông tin mật. Trong số tài liệu có các báo cáo về đĩa bay và công thức chế tạo mực vô hình, có nhiều tài liệu ghi lại các vụ phát hiện UFO ở quanh khu vực dãy Himalaya. Chẳng hạn, khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 2 năm 1968, một vật thể sáng di chuyển với tốc độ cao bay ngang qua bầu trời phía đông bắc Nepal và phía bắc Sikkim. Vật thể lạ này có hình dạng thuôn dài, phát ra những tia sáng màu đỏ và xanh lá cây, âm thanh như tiếng sấm rền phát ra vài giây sau khi vật thể xuất hiện. 3 ngày sau, tại Thimphu, thủ đô của Bhutan, người ta phát hiện vật thể lạ di chuyển với tốc độ cao, không gây ra từng động nhưng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Ngày 4 tháng 3 năm 1968, một UFO được phát hiện di chuyển từ phía đông sang tây gần đèo Changla thuộc Ladakh, bay qua căn cứ không quân Ấn Độ ở khu vực Phúc Chê và Koyun. CIA cho biết vật thể sáng trắng và kèm theo hai tiếng nổ. Ngoài ra, có một tia sáng đỏ theo sau làn khói trắng. Đáng chú ý, ngày 25 tháng 3 cùng năm, một vật thể kim loại khổng lồ hình tròn, có đế rộng 1,8 mét và cao khoảng 1,2 mét, được tìm thấy bên trong một miệng hố ở Banti Chau, cách thành phố Pokhara của Nepal 8 km về hướng đông bắc. Một tài liệu từ nước Đức vào năm 1952 cho thấy các nhân viên đặc vụ điều tra câu chuyện đĩa bay khổng lồ có đường kính 15 mét. Một tài liệu khác tiết lộ những chiếc đĩa bay được ghi nhận ở Tây Ban Nha và Bắc Phi. Trong đó có bức ảnh về vật thể chỉ ra một sọc chéo có bề rộng thu nhỏ dần và chiếc bóng sáng màu hơn phần chóp của tòa nhà nhô lên trên nền trời. CIA thậm chí còn đưa ra một số bức ảnh được cho là chụp những vật thể lạ như UFO và bộ phận cơ thể của người ngoài hành tinh. Theo CIA, các tài liệu mới công bố có thể cung cấp giải thích khoa học cho những trường hợp phát hiện ra UFO. Theo đạo luật về tự do thông tin Freedom of Information Act, FBI đã công bố các tài liệu mật liên quan đến người ngoài hành tinh. Tài liệu ghi lại chi tiết vai trò của FBI trong các cuộc điều tra về người ngoài hành tinh được thực hiện từ năm 1947 đến năm 1954. Đáng chú ý, tài liệu giải mật của FBI đã chỉ ra 9 đặc điểm về người ngoài hành tinh. 1. Một số đĩa bay chở theo phi hành đoàn, số khác được điều khiển từ xa. 2. Họ thực hiện nhiệm vụ hòa bình, họ chỉ đến hành tinh chúng ta trong yên lặng. 3. Người ngoài hành tinh đến trái đất trông như con người, nhưng to lớn hơn chúng ta rất nhiều. 4. Họ không phải người trái đất, mà đến từ thế giới của họ. 5. Đĩa bay tỏa ra năng lượng. 6. Họ đến từ hành tinh rất xa, chúng ta không biết và không đến được. 7. Thân thể và phi thuyền của ngoài hành tinh tự hóa rắn khi đến với chúng ta. 8. Họ biến mất vào bầu trời, không để lại dấu vết, không ai nhìn thấy nữa. 9. Họ không đến từ thế giới thiên thể, nhưng lại tương ứng với Lakas hay Talas. Một tài liệu giải mật đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người của FBI là tài liệu mang tên Hotel Memo. Được công bố vào năm 2013, tài liệu này được viết vào ngày 22 tháng 3 năm 1950 bởi Guy Hotel. Lúc đó, ông là người đứng đầu văn phòng FBI ở thủ đô Washington DC. Trong tài liệu có viết, một điều tra viên của lực lượng không quân Mỹ cho biết 3 chiếc máy bay đã được phát hiện tại bang New Mexico. Chúng được mô tả là có hình tròn, với phần giữa nổi lên và có đường kính khoảng 15,2 mét. Trong mỗi chiếc đĩa bay, chứa 3 sinh vật có hình dạng giống người, nhưng chỉ cao khoảng 1 mét, mặc bộ đồ làm từ kim loại với kết cấu hết sức tinh vi. Những bộ đồ này che kín cơ thể của họ, giống như những bộ đồ blackout của phi công. Một số người đã liên hệ tài liệu này với cái được cho là âm mưu che đậy một vụ rơi UFO ở Roswell, New Mexico, nhưng FBI tuyên bố tài liệu mật Hotel xuất hiện gần 3 năm sau sự kiện gây chấn động ở Roswell vào tháng 7 năm 1947. Không có lý do gì để tin rằng hai vụ việc này có liên hệ với nhau. Sau các báo cáo ban đầu về việc một UFO đâm xuống Roswell, quân đội nói rằng đó chỉ là một khinh khí cầu thời tiết. Theo FBI, họ chưa điều tra sâu thêm về các đĩa bay được ông Hotel báo cáo. Tư liệu của ông Hotel không chứng minh được sự tồn tại của các UFO. Nó chỉ đơn giản là một tuyên bố của các bên thứ hai hoặc thứ ba mà chúng tôi chưa bao giờ điều tra. Giải mật của Anh. Tháng 10 năm 2008,
Bộ Quốc phòng Anh đã công bố 19 tài liệu mật liên quan tới các vật thể bay không xác định. Trong đó, có thông tin về các cuộc chạm trán ở cự ly gần giữa các máy bay và UFO. Tài liệu được đăng tải trên trang web của Cục Lưu trữ Quốc gia Anh bao gồm một vụ việc xảy ra cách đây 51 năm. Khi đó, một phi công chiến đấu người Mỹ đang bay từ một căn cứ không quân Anh trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh đã được lệnh bắn vào một UFO khổng lồ đang chuyển động trên vùng biển Bắc. Nhưng vào phút chót, vật thể lạ di chuyển với tốc độ rất nhanh và đột nhiên biến mất. Phi công cho hay, anh và một đồng nghiệp khác đã cố gắng điều khiển máy bay vào đêm ngày 20 tháng 5 năm 1957 để ngăn chặn một yêu quái bất thường hiện trên màn hình radar tại căn cứ không quân Hoàng gia Manston cách London khoảng 100 km. Đây là một vật thể bay bất thường, phi công nói, theo một bức thư được anh này gửi đến Bộ Quốc phòng Anh năm 1988. Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, yêu quái đó có lúc không chuyển động trong khoảng thời gian dài, bay hết tốc độ trong một đêm đầy mây, phi công cho biết anh đã được lệnh bắn 24 quả tên lửa vào vật thể bí ẩn. Xuất hiện trên kênh Sky News của Anh, phi công Mỹ về hưu Milton Torres khẳng định ông chính là người phi công năm xưa trong tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh. Torres cho biết đã nỗ lực suốt 50 năm qua để đưa sự thật về UFO ra ánh sáng. Trả lời phỏng vấn từ nhà riêng tại Miami, bang Florida, Torres nói ông chưa bao giờ nhìn thấy UFO bằng mắt thường nhưng đã nhìn thấy nó trên màn hình radar của máy bay. Vật thể bay bí ẩn đã biến mất trước khi ông có cơ hội bắn nó. Bất ngờ, nó xuất hiện nhưng rồi nó lại bay đi mất và bỏ chúng tôi lại đằng sau. Nó giống như một loại máy bay của người ngoài hành tinh, nó rất lạ và bay rất nhanh. Năm 2012, Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục giải mật khoảng 4.000 trang tài liệu về UFO, bao gồm các báo cáo về việc người dân thấy vật thể bay lạ, thư và các câu hỏi của nghị sĩ quốc hội. Những trang tài liệu này được thu thập từ năm 1981 đến năm 1996, mô tả nhiều vụ UFO nổi tiếng nhất trong thập niên 80 và 90. Chẳng hạn, một tài liệu cho thấy vào tháng 7 năm 96, một vật thể bay màu vàng xuất hiện phía trên một nghĩa địa tại hạt Cheshire, Anh và phóng ra tia sáng xuống đất. Sau khi cảnh sát tới nghĩa địa để điều tra, họ thấy 4 thanh tà vẹt đường sắt bốc khói, trong đó một thanh có lỗ với đường kính chừng 10 cm. Trong một vụ việc khác, một số học sinh nam tại thành phố Chasetown, Hertfordshire kể rằng các em đã gặp những người ngoài hành tinh với chiếc đầu hình tròn trên một cánh đồng vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 4 tháng 5 năm 1995. Một người trong số đó nói: "We want you, come with us", có nghĩa là chúng tôi cần các bạn, hãy đi với chúng tôi. Ngay sau đó, nhóm học sinh đã chạy tới một đồn cảnh sát để thông báo sự việc. Khi cảnh sát nhìn về phía cánh đồng, họ thấy một vật thể hình đĩa màu đỏ rực. Hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Anh còn ghi nhận sự việc với UFO ở Bỉ từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990. Không quân Bỉ đã nhiều lần phải lái máy bay phản lực chiến đấu để truy tìm UFO. Ngày 29 tháng 11 năm 1989, hai chiến đấu cơ F-16 bay tới Lige và các phi công không phát hiện ra vật thể nào. Song, màn hình radar trên máy bay ghi nhận sự hiện diện của một vật thể. Một thành viên điều khiển không lưu dưới mặt đất kể rằng ông thấy vật thể lạ biến mất khi hai máy bay tới Lige. Nó xuất hiện trở lại khi cả hai phi cơ quay trở về căn cứ. Vẫn là bí ẩn. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Quốc hội Mỹ đã tổ chức một cuộc điều tra về thông tin chính phủ liên quan đến các hiện tượng trên không xác định. Các cuộc thảo luận tại phiên tòa điều trần gần đây đều liên quan đến các mối đe dọa do chính phủ Mỹ nghi ngờ chúng là những trang thiết bị công nghệ cao do con người tạo ra và đe dọa đến vùng trời của Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cho biết, công chúng có quyền được biết những gì mà chính phủ nắm được về các vật thể bay chưa được lý giải này. Và đây từ lâu đã là chủ đề của các thuyết âm mưu, theo ông Adam Schiff. Mục đích của các phiên điều trần là nhằm cho công chúng cơ hội được nghe trực tiếp từ các chuyên gia và lãnh đạo các cơ quan tình báo về một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại. Phiên điều trần vào sáng ngày 17 tháng 5, theo giờ Mỹ, được tổ chức sau khi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi năm ngoái công bố văn bản rà soát hàng loạt báo cáo về các vật thể bay không xác định diễn ra từ năm 2004 tới năm 2021. Giới chức Mỹ cho biết các báo cáo này không đưa ra minh chứng kết luận về hoạt động của người ngoài hành tinh, nhưng khả năng này cũng không bị loại trừ. Song, một vài nghị sĩ và người trong quân đội Mỹ nghi ngờ rằng đó là từ người ngoài hành tinh. Ví dụ như nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tim Burchett tuyên bố trước phiên tòa điều trần, có thể là người ngoài hành tinh đã rơi xuống trái đất và chính phủ Mỹ chỉ đang che đậy nó. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức quốc tế tổng hợp đáng chú ý. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhà vật lý thiên văn Avi Loeb thuộc Đại học Harvard tin rằng ông có thể đã phát hiện ra những mảnh vỡ thuộc sở hữu của người ngoài hành tinh. Những mảnh vỡ này được cho là tới từ một thiên thạch IM-1 rơi xuống từ bờ biển Papua New Guinea vào năm 2014. Trong quá trình tìm kiếm thiên thạch IM-1, Avi Loeb cho biết nhóm của ông đã tìm thấy 10 quả cầu có kích thước nhỏ.
Các phân tích trong phòng thí nghiệm về thành phần cho thấy các quả cầu gồm 84% sắt, 8% silicon, 4% magie, 2% titan cùng một lượng nhỏ các nguyên tố khác. Chúng có kích thước chưa đến 1mm. Nhóm nghiên cứu cũng đã tính toán tốc độ di chuyển của chúng bên ngoài hệ mặt trời, vốn có thể lên tới 60 km mỗi giây. Chuyên gia Aviloet cho biết thêm rằng, khi chúng được quan sát qua kính hiển vi, chúng trông rất khác biệt với nền xung quanh. Chúng có màu vàng, xanh lam, nâu và một trong số chúng giống như một mô hình thu nhỏ của trái đất. Chúng có cấu tạo từ loại vật liệu cứng hơn cả thiên thạch và di chuyển nhanh hơn 95% tất cả các ngôi sao ở vùng lân cận của mặt trời, cho thấy khả năng nó có thể là tàu vũ trụ của một nền văn minh khác hoặc một thiết bị công nghệ nào đó. Được biết, nhóm của LOS đã làm việc với chính phủ sở tại để thiết lập phạm vi 10 km mà thiên thạch có thể rơi xuống trong phạm vi đó. Sau đó, họ đi đến và tìm kiếm khu vực đó trên một chiếc thuyền có tên là Silver Star. Họ đã sử dụng nam châm để ra soát đáy biển và tìm thấy 10 khối cầu mà họ tin rằng có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh. Đáng chú ý, bản thân Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ USSC cho biết họ chắc chắn 99,999% rằng các mảnh vỡ đến từ một hệ mặt trời khác. Loes được mệnh danh là thợ săn người ngoài hành tinh của Harvard và ông là thành viên của Hội đồng Cố vấn về Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Mỹ, cũng là người đứng đầu dự án Galileo nhằm tìm kiếm các ví dụ vật lý về người ngoài hành tinh và công nghệ của họ. Nhà vật lý thiên văn này nhiều lần khẳng định, Oumuamua, vật thể liên sao đầu tiên được tìm thấy khi đi qua hệ mặt trời của chúng ta, có thể là một ví dụ khác về công nghệ của người ngoài hành tinh.